đang to nhiều không? Tôi xương 20 con, tôi sắt về 10. Rẻ quá. Tôi canh rất đẹp mà nó. Giới thiệu quán canh nổi tiếng nhất ở Cai Lậy. Vừa võ mạng thấy canh chọc chửi rồi của cô. Đây canh. Bún mang về luôn. Quay chơi không biết. Đây quán mình bán mấy năm rồi không? Cô bán 46 năm rồi. 46 năm. 46 năm bán canh luôn à. Mỗi tô bán luôn à. Bán luôn. Bán luôn 46 năm rồi. Mỗi tô nhiêu tiền không? Mỗi tô bao nhiêu tiền? 10 ngàn. Giờ 20. Giờ 20. Quán rất là rẻ và ngon. Mẹ ăn con 10 ngàn nào quay cái con này nè. Đây là tao bún 10 nghìn. Thịt con là thịt. À, không ăn tiêu hết luôn hả? À. Ủa bán 46 năm là à, cô với chú bán à? Bán từ trước nay, không ai phụ. Không ai phụ, hỏi nó nè. Dạ. Em mới mua về. Chú tỷ mà đặt em đi chú tỷ đưa cái to, chú tỷ là tỷ. Mấy bự. Nhiều. Mày gọi 20. Chắc không này đừng mở à. Chú mà bình nữa mà, có bán chú mà bình nữa mà. Bán không mở gấu. Bằng đêm theo. Nói đêm thì chưa là 7 giờ đó. Ở quán bán từ mấy giờ cô? Chiều bán 3 mấy 4 giờ bán rồi. Bán từ mấy giờ nghỉ? 4 5 giờ, 5 giờ 5 bán. Tiếng hay tiếng mồ nè. Còn buổi sáng bán mấy giờ? Buổi sáng 7 giờ 8 giờ mới ra. Rồi bán tới 8 giờ về rồi nè. À bán tới khoảng 10 giờ hả?
nhiêu vậy? 20 cái này luôn. Không rẻ. Nào lắm. Chanh hả? Đúng chậu. Thôi, lấy đó lại. Con lấy tiền, con lấy đó nè, bỏ đi. Xong rồi hả? Vậy xong rồi hả? Cháu con lấy gì? Nhiều không? Bán 2 tiếng là 1 triệu hả? 1 rưỡi không bán nữa. 1 rưỡi? Ờ, 1 rưỡi mà mua ổng này. Nào lấy đi. Vậy mà bán kèm theo giá số nữa mới ghê chứ. Bán kèm giá số cho bà con thì đúng rồi. Số bà này là mấy rồi? Cô con cái lớn hết chưa? Con năm nay 40 rồi. Dạ. Hỏi 20 rồi. Dạ.